Sau khi lợn sinh được 24 tiếng, tức là sau một ngày mà con nhé. Sau một ngày thì chúng ta cần phải làm những công việc như là nhỏ kháng thể E. coli, mài nanh và cắt đuôi, bấm tay cho con heo con bà con nhé. Thì hôm nay khi video này mình sẽ làm mấy công việc đấy, quay cận cảnh cho anh chị em tham khảo, và có thể những cái đạo điểm nào mình có thể làm sai thì có thể hướng dẫn thêm cho mình nhé. Thì đây là một cái kìm cắt đuôi bên mình đang bán rất là chạy này, và con đấy kìm cắt đuôi này có công tắc và có cái tay cầm nữa, khác với các loại kìm rẻ trên thị trường nhé. Nói chung là các loại thì nó có các nhiều loại giá bà con nhé, có đồng tiền đi liền với chất lượng, nên là bà con không thể so sánh tiền mà bỏ qua chất lượng bà con nhé. Nói chung là giá thành nó chỉ hơn nhau vài chục nghìn thôi. Và thứ hai là bông gòn này, thứ ba là cồn iốt sát trùng, và có cả đây là kháng thể E. coli bà con nhé, kháng thể E. coli của Hanvet. Kìm bấm dấu tay, đây là kìm bấm dấu tay. Tất cả các dụng cụ này bên mình đang có bán đầy đủ bà con nhé. Banh kẹp bông, amoxicillin LA để chúng ta tiêm phòng chống hen suyễn hô và bệnh về hô hấp bà con nhé, và máy mài nanh nữa nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào chuồng để bắt heo. Chúng ta phải chuẩn bị một cái lồng như này. Lồng này là lồng sơ sinh của bà bầu ấy bà con. Chúng ta mua một cái này có 50-60 nghìn thôi, mua về đựng heo cho nó sạch và có cái nắp ở trên nó tiện không nhảy ra được bà con nhé. Đây đàn heo nhà mình đây. Hôm nay là được tròn một ngày, nó đẻ từ đêm hôm qua. Ở đây mình cắt đuôi vào buổi chiều nhé. Nói chung là khoảng sau 24 tiếng thì chúng ta nên làm cái công việc này. Đây là kháng thể E. coli này. Chúng ta lấy và nhỏ mỗi con khoảng 4-5 giọt gì đấy bà con nhé. Đây là kìm cái xi lanh tự động, tiêm vaccine tự động bà con nhé. Cái này là chúng ta dắt cả lọ to vào và không cần phải lấy nhé. Có cự nhé, mình đang chỉnh cự. Với heo sau một ngày chúng ta tiêm khoảng 0,5 cc amoxicillin LA bà con nhé. Tiêm amoxicillin LA để phòng chống hen suyễn và bệnh về bệnh hô hấp lúc mới đầu nhé, còn bữa nào chúng ta phải làm vaccine hen suyễn. Thì cái xi lanh tự động này bên mình cũng đang có bán bà con ạ. Cái này rồng rất là tiện, chúng ta chỉ cần điều chỉnh số lượng mình muốn và dắt vào và cứ thế bóp thôi, tiêm đến cự nó sẽ dừng lại. Ok, thì bây giờ mình sẽ mài nanh. Trước hết là mài nanh. Mài nanh thì chúng ta bật máy nhanh hết cỡ bà con nhé, vì nó có một cái núm để bảo vệ nên là không sợ bị xây xước miệng đâu. Chúng ta dùng một ngón tay trỏ chúng ta banh cái miệng lại, tránh cái chỗ răng ra không nó cắn bà con nhé. Chúng ta mài nhanh xong thì chúng ta nhỏ kháng thể E. coli bà con ạ, nhỏ kháng thể E. coli xong rồi tiêm amoxicillin LA. Chúng ta tiêm 0,5 cc một con bà con nhé. Xong rồi chúng ta cắt đuôi. Cắt đuôi thì chúng ta bật kìm nóng lên rồi đấy. Bật kìm nóng lên chúng ta cắt từ từ bà con nhé. Đấy, cắt từ từ, cắt 2/3 đuôi bà con nhé. Cắt từ từ để nó làm phỏng cái vết cắt đấy, không bị chảy máu bà con ạ. Xong rồi chúng ta dùng cồn iốt sát trùng, dùng banh kẹp bông, dùng cồn iốt sát trùng đuôi và rốn nhé bà con nhé. Đây là con cái mình lựa những con đá cái đẹp mình bấm dấu tai bà con ạ. Cả đàn này được 8 con cái mà mình thấy lựa được 4 con đẹp thôi, còn mấy con không đẹp thì để nuôi thịt luôn. Xong khi chúng ta bấm xong ấy thì chúng ta bôi cồn iốt sát trùng với các vết thương mà con nhé. Các video mình quay lên ấy thì mình đều tua nhanh gấp đôi cả, nên là anh chị em mà thấy động tác hơi nhanh hoặc hơi mạnh tay ấy, thì đấy là do tua nhanh mà con nhé, mà con thông cảm nhé. Thì công việc sau một ngày ấy chúng ta cần phải làm là thứ nhất là mài nanh, thứ hai là bấm đuôi sát trùng và tiêm
amoxicillin LA và nhỏ kháng thể E. coli bà con nhé. Thì nếu như mà heo sau khi sinh xong ấy mà bà con theo dõi mà thấy heo mẹ mà cho con bú bình thường thì chúng ta cứ cho nó bú sau 24 tiếng chúng ta háng mài nhanh bà con nhé. Còn nếu như đàn heo nào mà đẻ ra ấy mà bú mà nó cắn vú heo mẹ đau quá, heo mẹ không cho bú ấy, thì chúng ta phải cắt nanh hoặc là mài nanh luôn bà con nhé. Không thì để nó cắn hỏng chảy máu vú ở mẹ thì heo mẹ đã bị viêm vú và nó sẽ không cho con heo con bú đâu. Nên là bà con chúng ta phải lưu ý vấn đề này. Sau khi heo đẻ xong ấy thì chúng ta phải theo dõi, không nên bỏ bê thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều tác hại bên ngoài, ví dụ như là cắn vú này, rồi heo mẹ đè chết heo con này, rồi các vấn đề khác, heo con lọt chân sàn hay là gì đấy. Thì nói chung là sau khi đẻ xong ấy, chúng ta phải theo dõi, ngày đầu tiên chúng ta phải theo dõi, sau một ngày mà nó ổn định rồi thì mấy ngày sau này sẽ ổn định theo bà con nhé. Thì đây là cái con này là heo ông bà nên là mình lựa mấy con cái để làm nái heo nái bà con nhé, nên mình phải có bấm tay. Thì đấy là cái mình đánh dấu thôi, đánh dấu để mà bữa sau biết để mà để lại thôi, chứ không cái này không bán đâu, với lại không quan trọng là dấu như nào nhé. Thì mà đấy, cái vaccine cái xi lanh tự động này rất là tiện bà con nhé. Xi lanh tự động bên mình đang dùng ấy, thì chúng ta chỉ cần chỉnh cữ từ 0,5 đến, nói chung là nó từ 0 đến 2 cc là tiêm vaccine tất cả các loại. Thì chúng ta chỉ cần cho vào lọ cái hũ to của nó, rồi chúng ta dắt thẳng vào xi lanh và chúng ta vặn cữ theo yêu cầu và cứ thế là tiêm thôi, không cần phải là để ý, không phải cần phải gì hết. Chúng ta cứ bóp đến cữ nó sẽ dừng lại. Thì rất là tiện dùng cho chúng ta khi tiêm hàng loạt bà con nhé, đỡ phải lấy từng tí nó mất công. Với lại nếu xi lanh mà chúng ta dùng xi lanh nhựa ấy, thì chúng ta có thể tiêm quá liều ấy thì nó không tốt bà con nhé. Nên là nếu như bà con một đàn heo thì không sao, nhưng mà hai ba đàn ấy, chúng ta nên chuẩn bị cái xi lanh này để mà tiêm cho nó tốt bà con nhé. Nó vừa đảm bảo vừa đỡ tốn thuốc, vừa không gây hại cho con heo, không bị có rất nhiều anh chị em tiêm xong thì heo bị co giật này nọ là do nó sốc thuốc vaccine mà con nhé. Nên chúng ta nên lưu ý vấn đề này. Nên là mình làm cái video này để gửi tới cho bà con chúng ta tham khảo và theo dõi. Thì những cái công việc sắp tới vaccine và các kiểu ấy, thì mình sẽ quay đầy đủ để cho anh chị em tham khảo nhé. Anh chị em nào mà đã biết rồi thì có thể bỏ qua, còn những anh chị em nào mà chưa biết ấy, thì chúng ta có thể theo dõi và áp dụng nhé. Nói chung là các cái công việc này và vaccine, lịch vaccine thì mình sẽ lên đầy đủ trong những cái video sắp tới, và cần làm những cái việc gì thì mình sẽ làm đầy đủ cho anh chị em xem nhé. Nói chung là mình cũng có tham khảo qua nhiều hội đoàn rồi sách vở linh tinh thì có thể làm đúng theo quy trình. Còn có một số anh em mà có lệch đi một tí xíu ấy, thì chúng ta không ảnh hưởng gì bà con nhé. Đây là cái đoạn con cuối cùng rồi, nên là mình thuốc cũng đầy đủ trong cái xi lanh rồi, nên là mình rút thuốc ra luôn trước khi đến con cuối cùng của chúng ta, nên rút thuốc ra bà con nhé.